Sau khi có kết quả xét nghiệm cho thấy, hai du khách người Anh đi trên chuyến bay cùng bệnh nhân số 17 mắc COVID-19. Đà Nẵng đã cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên khách sạn Vanda trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Hiện lực lượng công an đang thực hiện việc bảo vệ vòng ngoài khách sạn. Ngoài khách sạn Vanda từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 6, hai du khách người Anh có ăn tối tại nhà hàng Engaucho thuộc tòa nhà Indochina Riverside, nhà hàng Cá Lửa, nhà hàng La Maison Delhi, nhà hàng Nướng Đà Thành, Bamboo Tuba, nhà hàng Seven Brigade Brewing Company, Universal Pub, đều thuộc quận Hải Châu. Tham gia chơi golf tại Bà Nà Hill, Đà Nẵng, Vinpearl Nam Hội An, sân golf Montgomery Link Hotel và Villa Hội An, Quảng Nam. Hiện các cơ quan chức năng Đà Nẵng đang rà soát các trường hợp có tiếp xúc gần với hai du khách người Anh để cách ly chăm sóc y tế khi cần thiết.